mua được không? Đâu mua cái nào? Thôi chốc về mua, chốc về mua. Đúng rồi, đi. Đó, quay rồi, có rồi. Có rồi. Đâu ai gì đây bay. Má ơi lao. Để mua ăn không? Được chưa? Đồng ý kiến luôn nhá. Hồi chung mà. Chào mọi người. Mọi người có xem kênh cho xin một like, một đăng ký kênh. Đi. Đi thôi đi. Đi trả tiền. Thế là ok rồi nha. Đi. Đi. Xin chào các bạn, chúng ta ngày hôm nay thì hai đang chờ một thiếu anh đến từ vùng quê tỉnh Bắc Bắc Linh, và sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Tứ, trưởng ban tổ chức, trưởng thôn sẽ lên tặng hoa cảm ơn anh hai và chị hai. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn được dọn giá để cảm ơn món quà của ban tổ chức ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi chúng ta đã được về cùng kinh Bắc Bắc Linh qua cầu quan họ, chầu cầu quan họ với sự thể hiện của anh hai chị hai đến từ vùng kinh Bắc Bắc Linh. Vâng, xin được cảm ơn giọng ca của anh hai chị hai. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để tiếp theo trình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón đội múa đến từ xóm chùa có bài múa những bông hoa trong vườn bác. Xin được trân trọng kính mời. Uống đi, uống luôn.
đang thèm. Thèm chưa? Thèm uống luôn. Nào uống đi. Chọc vào uống luôn mau. Uống đi nào, nào. Chúc đi vào chương trình cao điểm của đội tròn 6123. Chúng tôi đề nghị ông Nguyễn Văn Cơ, trưởng tiểu ban tiếp nhận công đức về khu vực gian máy để có việc một chút. Tôi xin mời đơn vị 123 có được một tiếng. Lái đi, đâu rồi? Cổ vũ cho đơn vị chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.